Trong Đại Bồ Tát có chân như của nhãn xúc, trong Đại Bồ Tát có chân như của nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, lìa chân như của nhãn xúc có Đại Bồ Tát, lìa chân như của nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc có Đại Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính chân như của các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát?